Em muốn chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em quay những chiếc xà lan chạy trên dòng sông ở miền Tây rất là đẹp luôn. Những chiếc xà lan này chở hàng khô và chở trấu luôn các bạn. Ở đây có một chiếc ghe chạy rất là lẹ luôn nè. Rất là nhiều những chiếc ghe và xà lan chạy vào nước lớn hôm nay, rất là nhiều luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Xà lan này mới là 26, và đây có chiếc ghe. Đây có chiếc ghe chạy rất là lẹ và phía sau là có một chiếc xà lan chở những thùng hàng container các bạn, chiều ngang 4 thùng và chiều dài 4 thùng luôn. Còn đây là chiếc ghe chạy rất là lẹ luôn. Chiếc xà lan chở những hàng container này của Long An các bạn, chở rất là nhiều thùng hàng luôn. Xà
xà lan này mặn hơn 4,2 lắm, rất là lớn luôn. Và đây là có một tàu đầu kéo của Sài Gòn, rất là đẹp luôn. Chiếc xà lan này đóng 2018 rất là còn mới luôn các bạn. Tàu đầu kéo này chở ngoài sau cái bon. Ở đây có một chiếc ghe, ghe sơn màu mắt rất là đẹp, lạ luôn các bạn, chạy rất là lẹ luôn. Và đây là cầu dây chợ gạo các bạn. Huyện chợ gạo có hai cầu, cầu dây và cầu chợ gạo lớn. Đây là cầu dây nè. Còn nhìn xa xa thấy cầu nữa là cầu chợ gạo lớn các bạn. Chiếc xà lan này mạng nước 34 của Long An các bạn, đóng 2020 cũng còn rất là mới luôn. Và buổi chiều hôm nay nước lớn cho nên rất là nhiều xà lan chạy trên kênh chợ gạo này về sông Dập Kỳ Hôn và về cầu Rạch Miễu sông Mekong các bạn, rất là nhiều. Thank you.
Ở đây có một chiếc xà lan chở cát của Kiên Giang các bạn, mạn nước 26 là xà lan nó nhỏ như xà lan khác. Xà lan này đóng cũng lâu rồi các bạn, đóng 2008 nha. Và đây là một chiếc ghe chở dừa nào. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem video của Hoàng Anh miền Tây, và em hẹn lại những video tiếp theo.